Chào cả mọi người, lại là mình Quyên đây. Hôm nay mình sẽ đi siêu thị nhá. Không, siêu thị ở Nhật thì nó cũng giống như ở Việt Nam thôi, nhưng mà cái siêu thị này nó có một cái đặc biệt, có hơi khác nữa. Đó là mọi người tự tính tiền đấy, có chỗ để mọi người tự tính tiền này, tự mua này, tự tính tiền, xong rồi là tự mang về. Hôm nay bây giờ mình sẽ vào mình mua nhá. Mình mua xong rồi mình giới thiệu đến mọi người luôn nhá. Mát quá. Đi vào đó. Phải đeo khẩu trang vào đó, không bây giờ không đeo khẩu trang có khi nó không được vào trong cửa hàng ấy. Torai Aru. Cái siêu thị này lâu lắm rồi mình không đi. Chắc phải đến 2 năm rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhá. Và sẽ mua cái gì đó. Đây, chỗ mọi người đang thanh toán đây. Tí nữa mình sẽ đi vào mình mua. Xong rồi mình ra đây mình thanh toán. Cũng giống như mọi người này. Mua cái gì? Mua cái gì bây giờ? Hai cái loại này thôi, đỏ này. Vị nào khác không? Vị rau củ này. Nhiều tô kinh khủng nhờ, siêu thị. Lâu lắm rồi mới đi siêu thị này đấy. Lại một kem nữa. Nhìn mấy cái này nhớ ngày xưa thế. Bia này. Giảm đến 6 yên.
đi vào cái kê nha. Một túi bóng. お支払い方法を選んでください。これ、ここでチケットかどうか。現金かもね。お金を投入してください。637円。あ、だ、あれ。 よろしければ生産ボタンを押してください。オッケー。お釣りを取りください。ペンペンペンペン。おい。レシートを取りください。さあ、どうぞ。忘れ物がないか確認してください。ご利用ありがとう。どうやってか。いや。 không phải đợi nhân viên gì cả. Thôi đi về đi. Bây giờ chúng mình đi về nhá. Hôm sau sẽ ra đây để đi review sản phẩm của người này nữa. Trong cái siêu thị này thích nhở. Thôi đi về nhá. Xin chào mọi người nhá. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhá. Từ từ đó. Bỏ khẩu trang ra đó. Nóng quá.